Chào các bạn, ngày hôm trước mình có giới thiệu với các bạn cách để mod tab. Nhưng mà giờ mình xem lại mình thấy mod như cách cũ thì nó sẽ bị đè ở màn hình khóa. Nhìn nó khó chịu xí nên giờ mình sẽ làm một cái bài để hướng dẫn các bạn mod tab vào QS panel đây, vào cái khúc này. Thì đầu tiên những bạn nào chưa có tút thì các bạn nhấn vào link ở phía dưới video và tải tút này về. Ở đây mình mod tút 4 tab vuốt nha. Thì, đầu tiên các bạn dùng APK tút decom cái system UI của các bạn ra. Sau đó thì các bạn chép hết các file ở trong tút qua bên system UI.jrc mà các bạn đã decom ấy. Đây thì đầu tiên mình sẽ copy red, đây copy hai cái mục này qua đây. Tiếp theo là copy summary. Những bạn nào mà chưa có summary thì các bạn có thể theo xem video hướng dẫn đeo đất APK của mình ấy. Sẽ có video hướng dẫn các bạn đeo đất để có thư mục summary này. Đây các bạn sao chép hai cái này qua. Rồi, sau khi xong thì các bạn sẽ mở cái hướng dẫn này lên và làm theo hướng dẫn thôi. Oh, tìm cơ xe này. Thôi các bạn copy hết cái cơ xe này cho mình đi. Không cần phải làm theo tút đâu. Vì cái tút này là mình lấy từ cái tút làm mod tab status bar ấy. Đây các bạn sao chép cái này. Sao chép hết cái cơ xe này cho mình. Và dùng apk tút ít để mở file. Các bạn mở cho mình theo cái đường dẫn là system UI-src, sau đó chọn red, chọn tiếp layout đây, rồi các bạn tìm cái file QS panel này đây. Đây cái file này QS panel và các bạn mở ra. Đây thì các bạn sẽ dán, sau khi làm xong các bạn dán cái code vừa copy ấy. Các bạn dán vào dưới cái dòng thứ ba, là các bạn dán vào dòng thứ tư, dưới cái dòng stemmed này, đây, cái dòng section đấy. Rồi và tiếp theo các bạn copy cả cái đống này vào. Đây. Copy cái cô xe quick này vào. Đây. Copy vào cái chỗ này này. Rồi, xong các bạn sẽ lưu. Đấy, nhầm. Lưu. À, tiếp theo các bạn copy cái này thì cũng nói chung mod thì cũng dễ thôi, làm theo cái hướng dẫn này, chỉ có tạo là tút mới khó nhưng còn mod theo tút thì cũng đơn giản này. Rồi các bạn mở theo đường dẫn là system UI-jrc này, chọn red này, chọn value này. Thôi mình chắc mình phải nghiên cứu cách đọc tiếng Anh của mấy cái từ này thôi, chứ mình đọc tiếng Anh sai hết. Các bạn chọn setting này. Đây. Setting. Và dán hết cái code vừa nãy ấy. Các bạn dán trên dòng dưới cùng ấy. Đây, trên cái dòng disposer này. Đấy. À còn à, thôi. Xong rồi các bạn nhấn lưu, save. Xong.
Xong rồi hả? Recom này hả? Rồi xong. Xong thì các bạn sẽ recom lại. À còn nếu mà muốn mod trong suốt ở mấy cái tab ấy, mod cho nó trong suốt ấy. Chứ nếu bình thường các bạn mod như cái tút là nó sẽ cái nền nó sẽ như thế này. Nếu các bạn muốn mod trong suốt thì các bạn vào Lightwood. Và có mấy cái Halaman các bạn vừa chép qua ấy. Đâu rồi ta? Đây. Ví dụ như cái số 3 này. Các bạn muốn nó trong suốt ấy. Thì các bạn đây vào cái dòng brush one này. Các bạn sửa nó thành cho thăng và 8 con số 0. 2 4 6 8 này xong các bạn lưu lại thì nó sẽ trong suốt. Đây. Vậy là xong rồi. Các bạn chỉ cần recall và chép qua hệ thống thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ like và subscribe kênh của mình để xem thêm các video mod khác nha. Cảm ơn các bạn.